Minecraft, nhưng chúng ta có thể nâng cấp ngọc Ender. Ngày hôm nay con rồng mập sẽ tới công chuyện với mình. Mà giờ muốn có ngọc á, một á là phải xuống địa ngục tìm vàng để đổi với mấy anh heo, hai á là phải đi trấn lột của mấy anh da đen. Mà các bạn biết rồi đó, mấy anh da đen đâu phải dễ ăn hiếp đâu. Lơ tơ mơ là anh chỉnh sửa lại tạo hình khuôn mặt của mình luôn á. Vậy nên mình phải tìm kiếm những trang bị và vũ khí cần thiết. Các bạn lưu ý nha, lấy tay không mà đập gỗ là chỉ có trong game thôi. Đừng có coi quá 180 phút rồi áp dụng ngoài đời thật là toang luôn á. Cái cây bên đây là nhà của mấy chị ông nào, vậy nên mình không có chặt cái cây này đâu. Mà mình chặt cái ổ ong thôi à. Ui, cô Mina, chị ông nâu chích mình. Mấy bác dân làng ơi, cho con tá túc đỡ nha. Lèo lèo, đốt chị bắt được em. Đập có cái nhà thôi làm gì dí người ta dữ vậy. Ui mà nhà gì nhỏ xíu chật chội quá vậy cả. Còn để cái giường ở đây nữa. Chị ông nâu ơi, bây giờ không có nhà rồi, chui vô đây ở đỡ đi nha. Ui anh Golem, chúc anh một ngày vui. Anh Golem cho mình 4 phôi. Mình sẽ ưu tiên là một cây cúp sắt. Còn cây cúp này mình cho bác dân làng thất nghiệp. Bác ơi. Hả? Cho bác cây cúp để đi làm nè. Hả? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn đầu bò thôi. Kiện rơm phơi khô rồi mà không chịu đem vô. Xuống hang tìm ít khoáng sản, trang bị bộ giáp. Em chào anh zombie. Lật đật xuống đây không có mang theo quà. Gửi anh ổ bánh mì, ăn lấy thảo nha. Hình như anh không muốn ăn bánh mì mấy bạn ơi. Rồi, anh muốn ăn thịt của mình. Trời ơi, mấy ngày rồi em không có tắm, thịt em thối lắm. Thối hơn thịt của anh luôn. Ăn vô là đau bụng ải chĩa đó. Sắc. Ủa, anh cần sắt thì nói một tiếng em cho chứ làm gì bắn em. Dầm bà cái cung dởm mà cũng xài. Wow, xí là một viên kim cương. Wow. 2 viên luôn. Ôi, chào anh Enderman. Anh đi đâu đó? Cà quá chui không lọt phải không? Thank you. Chà, cái viên kim cương này nằm ở vị trí đắc địa quá vậy ta. Đây nữa. Wow. Hello anh bộ xương. Không chịu ăn, ốm nhom ốm nhách. Nhà của dân chơi nào đây? Bình tĩnh mấy anh ơi. Đúng rồi, chọc anh zombie là mày xui rồi. Cố lên anh zombie ơi. Yeah. Ui, cái gì vậy? Sao anh zombie quánh anh bộ xương lại rớt ra viên ngọc Ender? Không lẽ anh bộ xương chôm ngọc Ender của anh da đen ta? Lú thiệt mấy bạn ơi. Để coi nhà của dân chơi nào trong đây. Ui, trời. Hết hồn. Trời ơi, cái đồng bàn tơ đông vui dữ. Ôi, nghe đồn anh có ngọc Ender đúng không? Ủa, anh này thì không có. Là sao ta? Khỏi quay nữa. Có gì trong đây mà giữ của dữ vậy? Xin hai cái xô về xúc nước. Nhện bị đặt xài sắt. Nhện mà nghe nhạc con mèo. Nhện bị đặt cưỡi ngựa. Chuyến đi này mình đào được 8 kim cương. Nhưng mình chưa vội chế tạo đâu. Mà mình sẽ kết hợp nó với viên ngọc Ender để tạo thành viên ngọc kim cương. Nhìn thôi là biết xịn sò rồi. Lady and gentlemen, hãy xem mình biểu diễn đây. Ý cha. Mình vào rồi mấy bạn ơi. La 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 la. Tất cả các khối mà viên ngọc tiếp xúc đã biến thành khối kim cương. Wow. Làm ngay cây cúp đào cho nó lẹ.
lên ngay bộ đồ mặc cho nó ấm. Dĩ nhiên không đội nón rồi. Mới hết cái đầu undercut này 50.000 sao che lại được. Rìu, kiếm, tầm này ai xài mấy cái dụng cụ thô sơ này nữa. Còn một đống kim cương chẳng biết làm gì luôn. Chắc bán lấy tiền đi học thôi mấy bạn ơi. À, còn một viên ngọc nữa. Mình sẽ kết hợp nó với cây kiếm kim cương để tạo ra một viên ngọc khắc cơ. Màu sắc của viên ngọc này thiệt là bí ẩn. Để xem nó cho mình cái gì ha. Hí cha. Hình như là một cây cúc phù phép. Đúng rồi, may mắn, chậm hỏng, hiệu suất 15. Đúng là đồ hacker rồi. Còn cây cúp cơ bắp này, dốt. Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Làm lại cây kiếm khác. Để có thêm nhiều ngọc Ender, mình phải xuống địa ngục thôi. Trời ơi, đào hắc diện thạch mà như đào đất vậy. Đúng là cúp hacker có khác. Bật lửa. Ôi, sao thả mình ngay địa bàn của mấy anh phun lửa vậy? Tìm đường ra khỏi đây thôi. Mình cần phải ghé qua khu rừng của mấy anh Enderman, trấn lột thêm ít ngọc để làm full set hacker rồi mới quay lại chỗ đó được. Hello. Mình thiệt là thông minh. Đố anh bắt được em. Lèo leo lèo leo. Dạ nấm độc em không ăn đâu anh ơi. Em ăn cái này nè. Thêm 2 ngọc hacker nữa. Hồi hộp quá, không biết lần này nó cho mình cái gì đây. Nhớ là đừng có cho cây cúp nha. Có cúp rồi. Ây cha. Ôi, đồ của tôi đâu? Trời ơi, trời ơi. Sao không có đồ hacker nào hết vậy? Không lẽ viên ngọc hacker này chỉ hack trên đất liền thôi ta? Vậy để kiếm thêm ngọc rồi về chển hack thôi. Gần 5 stack ngọc chắc đủ rồi á. Em tạo nghiệp nhiêu đây được rồi mấy anh ơi. Đừng có lủi vô đây nữa. Ai nói cao là có lợi thế đâu. Đúng không? Trở về đất liền một chuyến thôi. Làm thêm ít kiếm kim cương kết hợp với ngọc, chúng ta có thêm ngọc hacker. Mong là ở trên đất liền nó hack được như bình thường, chứ nếu không là công cốc luôn. Hí cha. Wow, một cái áo kim cương phù phép. Mình vui quá mấy bạn ơi. Bảo vệ chậm hỏng 15. Tuyệt vời ông mặt trời. À mà mình nghĩ lại thấy cũng có lý. Tại vì những vật phẩm kim cương này thì chỉ có ở trên đất liền thôi. Ở dưới địa ngục có đâu mà đòi hát. Tiếp tục. Wow, một cây kiếm nhặt sắc bén chậm hỏng tất cả 15. Có cây kiếm này mà trấn lột mấy anh Enderman thì tới công chuyện luôn. Tiếp tục nào. Lại một cây kiếm cùng thông số luôn. Uổng hết một viên ngọc. Chà. Yeah, đôi giày chưa có. Rơi chậm, bảo vệ chậm hỏng level 15. Giờ cho cái quần là đẹp. Trời ui, cây cúp có rồi. Chà. Yeah, bảo vệ chậm hỏng 15. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình dư cây kiếm với cây cúp xịn, tạo bất ngờ cho bác dân làng mới được. Ý, thôi mình bán đi. Bán 4 ngọc lục bảo là bao rẻ luôn. Bây giờ mình tự tin trở lại địa ngục một lần nữa rồi. Chào anh quỷ lửa. Phun em cái coi. Chà, cũng nóng á. Nhưng mà cái nóng này chỉ đủ sưởi ấm cho em thôi. Dùng nham em còn dám tắm nữa. Dăm ba cái cục lửa của anh chỉ để nướng khoai lang thôi anh quỷ lửa à. Chà. Trời ơi, trời ơi, cho 12 que quỷ lửa. Đúng là cây kiếm xịn mà. Chà, mấy anh làm gì tập trung ở đây đông vậy? Cho em thêm ít que đi. Thêm cái anh lo chuyện bao đồng này nữa. Chà, chà. 28 que quỷ lửa, không tốn giọt mồ hôi. Sẵn tiện ở dưới đây mình lấy thêm một ít khối dung nham.
đứng trên cái khối này nó nóng nóng cái bàn giò đã ngứa ghê. Tiếp theo mình cần qua thăm cái chuồng heo để la liếm một ít vàng, chứ ngập mình cả đống không thèm dụ đổi nữa đâu. Hello, cái con heo ngu ngốc. Trời ơi, lũi hết vô đây. Em mặc xét đồ bảo vệ 15 đó. Cung nỏ của anh tuổi gì mà đòi bắn em? Biết giấu vàng ghê ha. Nó ỉ nó hớt tóc undercut giống như mình. Cái nó bạch trợn. Trước khi đi dọn rương giúp mấy anh heo cái đã. Không cần cảm ơn đâu. Kem dung nham, kiếm cùi bắp. Chào bé bự. Ỉ đông hiếp yếu hả? Hay là biết anh đang cần mấy cái kem dung nham? Mấy con này quánh lộn không bao nhiêu hết trơn á, mà toàn chơi xô đẩy không à. Xong việc ở địa ngục, chúng ta trở về đất liền thôi. Sau chuyến đi địa ngục vừa rồi, mình kiếm được một đống nguyên liệu để kết hợp siêu ngọc luôn. Đầu tiên mình sẽ kết hợp 4 khối vàng, 4 khối kim cương. Chúng ta sẽ có viên ngọc sát thương. Khi ném viên ngọc này ra, nó sẽ bắn ra 12 viên đạn cực mạnh. Dĩ nhiên là mình sẽ để dành cho con rồng rồi. Tiếp theo kết hợp ngọc và 8 khối dung nham, chúng ta sẽ có viên ngọc dung nham. Viên ngọc này sẽ tạo ra cơn sóng dung nham cuốn trôi mọi kẻ thù. Cầu lửa. Và đây, viên ngọc nổ tung, khiến mọi thứ nó chạm vào trở thành tro bụi. Còn đây là ngọc golem, triệu hồi ra các chiến binh golem bảo vệ chúng ta. Và tiếp theo, viên ngọc chết chóc, khiến mọi sinh vật chết ngay lập tức trong bán kính 5 ô. Viên ngọc này mạnh lắm à nha. Mắt gián điệp. Bình thường mình sẽ quăng con mắt gián điệp này để nó dẫn đường đến chỗ con rồng. Nhưng mà hôm nay mình sẽ kết hợp nó để tạo ra một viên ngọc đặc biệt. Hỷ cha. Ủa alo, mình có cái cổng rồi mà cho thêm nữa làm chi vậy? Trời ơi, làm quảng cáo cho cố vô. Thử lại lần nữa coi sao. Hỷ cha. Gì gì. Và đây đúng là thứ mình cần. Nhưng mà trước khi nhảy vào đó đập lộn với con rồng, thì chúng ta cần chế tạo một vài món đồ đặc biệt. Nhưng đầu tiên mình cần thêm ít gỗ để làm số lượng lớn rương. Ủa, bé cù nó gấp đi quánh rồng dữ vậy á hả? Kết hợp những cái rương này với viên ngọc, chúng ta sẽ có một cái viên ngọc kho báu. Để xem vận may của chúng ta như thế nào ha. Hỷ cha. Tốn 9 cái rương với một viên ngọc, được có một cái rương gì ta? 1, 2, 3, mở. Wow, một cái nón ngọc Ender bảo vệ hô hấp gai chậm hỏng 20. Tô tầm táo phù phép. Trời ơi, trời ơi, ngầu quá mấy bạn ơi. Tuy nó che cái tóc undercut của mình nhưng mà thôi, ngầu là được. Còn khá nhiều ngọc Ender. Mình sẽ chế tạo kiếm cúp. Mặc dù cây kiếm này có sức tấn công yếu hơn cây kiếm hacker của mình, nhưng mà chớ vội coi thường nó nha. Tuy nó gây sát thương yếu, nhưng mà nó có khả năng dịch chuyển, khiến cho đối thủ hòa mắt. Còn cây cúp này, nhìn nó bự là biết rồi đó. Chà. Nhà bạn nào cần đào giếng thì liên hệ mình nha. Còn bây giờ đem mớ công cụ xịn sò cùng với vàng ngọc quỷ diệt vô hỏi thăm sức khỏe con rồng thôi. Ồ, bé cù, con đợi anh đó hả? Khôn á, chứ cỡ con leo lên trển, con rồng nó không đủ nhét kẻ răng đâu. Chà. Nhìn cái gì? Có một mình anh biết biến hả? Chóng mặt chưa? Đúng là đồ cùi bắp. Mình mạnh quá mấy bạn ơi. Chặt luôn. Đó là cách phá trụ dành cho người mạnh. Mấy bạn yếu yếu đừng có đua đòi nha. Còn bây giờ rồng ơi, xuống đây chúng ta nô đùa thôi nào. À à, anh muốn khỏe đúng không? Để em kêu đàn em ra chơi với tụi anh nè. Chà.
Đúng rồi, hay lắm mấy đứa ơi. Ủa, sao thanh niên nó rớt ra cái ngọc gì vậy? Ngọc mặt trăng. Chà, mặt trăng đâu? Đúng là quảng cáo không đúng sự thật mà. Rồng ơi, đậu xuống đi rồng ơi. Hi, bị lừa rồi. Ngọc dung nham. Trời ơi, không xi nhây luôn. Ngọc quỷ diệt. Nổ thì nhìn hoành tráng á mà không xi nhây gì con rồng hết trơn vậy. Còn bây giờ là ngọc đoạt mạng. Chà. Trời ơi, đúng như quảng cáo thiệt mấy bạn ơi. Nó tiêu diệt mọi kẻ thù trong chớp mắt. Để thử lại coi sao. Ha ha ha!